đâu cả quên không mua ấy, nhưng mà bình thường mua suốt mà. Đây nghe thôi anh em đang lắp cho em trai bộ dàn ống tắc kê và đôi đèn cầm xịn theo xe các bạn nhá. Chú tắc kê các bạn đều đóng nguyên bản, mình đóng xong rồi đấy, gọi em rất đơn giản luôn. Chú tắc kê đó, ok anh em. Đó thì mình sẽ lắp đèn cầm anh em này, đèn cầm thì bạn cắt đi cho mình như này. Đấy, cắt gần phát cho mình ngay đi. Cắt cầm thì ra độc giấy, hoặc con dao bình thường ở nhà các bạn cắt đi cho mình thôi. Đấy, làm thế không? Ta nói cho các bạn cầm cái đèn đây. Mình đã bắt sẵn ngay rồi, anh bắt vào xong thôi. Đấy, hiện tại thì đang bắt được đèn cầm anh em nhé. Lắp chưa đầy 5 phút là xong thôi. Thì toàn bộ những cái này là nó có chờ sẵn hết lỗ ốc ở trong xe rồi, và cảm giác là xong rồi, không phải chế cháo cái gì anh em ạ. Rất là đơn giản luôn, phải không? Rất là đơn giản. Gầm luôn, gầm lên luôn, gầm lên, ấn gầm đi, ấn gầm lên. Đấy, ấn ba cốt đi. Ba cốt của kia ấy cơ. Phải ấn công tắc, nhà. Ấn công tắc nhà ấy. Bật nhà. Ba cốt của cái dưới cơ mà. Ấn tắt đi bật lại. Tắt đi bật lại công tắc ấy. Đấy, ok. Đúng rồi. Đúng rồi, trong khi nào lắp nốt cái bực rửa chân nữa. Cái hai cái miếng phản quang bực chân. Nội dung chuyển điện gần như không? Không cần đâu, bạn cứ lên phát là nó lên ngay mà. Cái gì để chân nhà anh nhỉ? Hai miếng phản quang một chân đấy. Nó cắt vào cái bờ chân kìa, khi nào qua lắp thì mình lắp. Đây là chuyển điện thành công anh.